Tiếu với ta. Em là bé Nhung á, có hai đứa con mà đi bán, còn đi bán vé số, bồng đi bán vé số được. Nói là em ở nhà chị Hưởng ở nhà không sướng, rồi nói gì sướng, rồi có người đem tiền tặng tay tới xài, khỏi cần đi làm gì hết. Người ta bình luận hả? Dạ. Người ta bình luận hay là người ta nói thẳng với em? Bình luận. Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Thì hôm nay đồng hành với Bùi Hồ á, là có Đạt mà thợ hồ của xây nhà của chị Hiền á. Thì có mới tạo một cái kênh YouTube đó là Đạt Đồng Tháp. Thì hôm nay mấy anh em qua đây để thăm bé Trang cũng như là coi cuộc sống của hai mẹ con như thế nào. Dạ, anh chào anh. Hôm nay hai mẹ con sao rồi, sống sao rồi, nói cho anh với mọi người nghe coi. Dạ khỏe. Dạ. Hôm nay ăn cơm gì ta? Dạ ăn cơm với cánh gà, thì cánh gà kho. Cánh gà hả? Dạ. À, cánh gà chiên hả? Dạ kho. Kho. Dạ. À, hôm nay là ăn hết nhiêu tiền nữa? Dạ tại mua chung một lần em không biết nhiêu. À, không, gà bé sao, bé ngoan không? Dạ ngoan. Ừ. Có đọc bình luận thấy cô bác của anh chị thấy bình luận về cái chân cô bé Minh Anh chưa? Dạ nghe rồi. Là sao? Dạ. Cô chú anh chị nói là cái là nhiều cô chú anh chị bình luận khác nhau không có giống. Ừ. Cô thì kêu đi khám bác sĩ cho yên tâm. Còn cô thì nói bé vậy không sao đâu, tại lúc trước cô bé vậy cũng có nhà, cô cũng bé cũng có vậy nữa không sao hết. Ừ. Rồi cô, nhiều cô cũng kêu bé lúc bé bú sữa là bóp giò cho bé thẳng ra. Dạ. Ừ. Cũng nhờ cô chú anh chị đó góp ý vậy là con em yên tâm hơn. À. Dạ, rất yên tâm. Thì vậy thì yên tâm hơn. Dạ. Nhưng mà cô chú anh chị nói là mua cho xe lăn. Mua cho ở một cái chiếc xe đi á. Dạ. Cô chú anh chị nói là mua cho một cái chiếc xe xe đi, xe tập đi á. Dạ. À. Kìa hôm nay nhìn mặt thấy mất ghét không? Hôm nay là có chị Kiện kìa. Ở hàng xóm qua đây chơi nữa kìa. Vô chị. Mỗi lần lại chỉ nhìn cô Hồ à. Chiều giờ uống sữa xong chưa Trang? Dạ chưa. Vậy hả? Dạ chưa. Vậy hả? Mới vừa tắm xong. Ừ. Chiều hai mẹ con cơm chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Dạ. À. Ok, nhìn cơ. Anh Nguyễn vô đây nè anh Nguyễn. Ôi sao nhìn anh chứ gì? Chắc tại thấy anh đen á. Giờ nó ngồi anh cần. Mai nói anh Nguyễn mua cho một chiếc xe tập đi. Dạ. Yeah. Ừ. Anh nghe anh Nguyễn nói là cũng có Bình Quân sắp hỗ trợ mua xe hả? Dạ. Yeah. Anh Nguyễn vô đây anh Nguyễn ơi. Ừ. Sắp hỗ trợ mua chiếc xe cho Trang á hả? Ừ. Ừ. Đến khi nào mua? Em không biết. Anh Nguyễn coi. Sắp qua đây nè. Nhỏ nhỏ rồi. Dạ. Chủ nhật. À, chủ nhật này mua ha. Ừ. À, mua cho mẹ 1 chiếc rồi con 1 chiếc luôn. Con chiếc xe tập đi, còn mẹ 1 chiếc xe để mà đi chợ. Chợ sớm già. Kìa hôm nay nhìn ô. Con nó dở dò nó lên. Mua chiếc xe ăn cho nó ngồi, ăn cho đạp dò nó thẳng. À. Cô chú anh chị mà góp ý đúng á. Cho nó quen cái giò. Cười. Chị biết ngồi hả? Riêng theo ăn nó đạp, ăn cho găng cốt, nó giãn, nó để thôi nó co hoài. Hôm nay hồi nhỏ bú nó không có đạp, không có bóp cái chân. À, có nghĩa là mình phải bóp cái chân hả chị? Khi nó bú á, còn non á, là phải bóp cái chân cho nó chân, đó bóp chân, chân ra dẫn giò vậy đó. Ừ. Rồi nó không có bóp cái chân cho nên cái giò nó co. Cười. Kệ nó cười kệ nói, nó biết cái chân mà. Vô đây chơi chị. Vô đây chơi chị. Chắc là nghe là có chiếc xe mận gì.
đó, chị cũng hàng xóm cũng hay ghé thăm Trang thường xuyên đó, cũng động viên vừa qua cũng nhà chị. Dạ chị Kiển ha. Hôm nay gặp cô chú ông bà đồ lại vui quá kìa. Mẹ cô chú mà lại đông đủ thì cũng vui ha. Nhưng mà như rất ngoan ha chị ha. Ngoan nó dễ. Mà bữa nào mà nó không qua là con chị hả? Bữa nay một năm nó không qua hả mẹ? Ồ vậy hả? Nó hái lắm. Nó bồng vô phòng đó, bữa đó chị chụp gửi qua đó. Dạ. Nó nhếch nhếch miệng là lý do là rủ nó đi chơi, nó biết chừng. À. Ừ. Nó nhìn hoài đó, nó cười. Nó giỡn với mình đó. Nó đi qua ăn chinh là bắt cái con kìa mèo kêu meo meo làm con bữa khổ ăn chinh với mẹ nhìn cái. Nó vô phòng có bữa mà vào ăn chinh nó bắt. Nè. Hình như là biết cái niệm mềm á. Làm xấu á. Làm xấu á. Nó... Nè. Có nghĩa là giỡn với mình á. Giỡn lên. Nó ở đó. Kêu nó giả dò lên rồi. Giả dò lên. Tiếu đi. Nó đâu có thèm mẹ đó. Cỡ này là nó thèm nó. Nó dòm mà cái ống kính này nè. Nhưng mà hàng xóm đồ ẩm cũng rất là dễ hả chị? Dễ. Dễ ai cũng bọng được hết. Chúng đang làm giật cái mình. Bà con lắc nhà nó con. Mày mạnh đi chơi nha. Vậy mà đến thời điểm này em đăng video clip á, rất là nhiều các anh rồi các chú rồi rất là nhiều người đòi cưới Trang làm vợ chị. Rồi hoài á, xin số điện thoại. Rồi dạ xin số điện thoại rồi xin địa chỉ để tìm gặp Trang. Chịu không? Dạ không. Dạ, chưa gặp mọi người không? Dạ không. Sao vậy? Chưa gặp thôi mà. Con nhỏ quá. Nhưng mà tại vì chắc là cô chú anh chị cũng có nhiều tình thương với anh Trang. Thấy gương mặt hiền. Rồi có duyên lại chịu khó. Nên thậm chí là có nhiều người là đòi cưới cho con trai mình mà chưa có vợ luôn á. Rồi mới lớn luôn á. Thì có bạn đó phải kêu chị nè. Kêu chị là mai là con ta tài xế đàng hoàng. Con nhà có một thằng một à. Trong cõi sơn á. Dạ. Đi với chợ với chị kêu người ta lại coi mắt lén nó có biết không. Dạ. Coi mắt lén luôn hả? Cái thằng đó lại ngồi đó luôn á. À rồi chịu luôn. Chịu mà nó mặn từ từ mà nó đâu biết đâu. Trang không biết hả? À, Trang đó nha, nhưng mà bữa nó không cần lắm. Không thấy không có một người con trai đang ngồi ăn, tưởng người ta lại ăn bún đâu có biết đâu. Kiểu như bữa là đó làm tình cờ thôi là nếu không có liên lạc qua lại đâu có biết đâu. Dạ. Rồi bữa hôm đó là mắt em có bị gì không? Dạ là sao? Mắt em có bị gì không mà ta coi mắt? Người bác sĩ là người ta nói là con sữa sống mũi người qua ngày sau là ta kêu là nó nghe nè có người cãi với nhau là nói lỗ mũi Trang sữa lỗ mũi Trang lắm sống mũi nó lắc lắc vậy. Có sữa sống mũi không? Dạ không, tiền cũng không có ăn nữa. Giờ tiền cũng ăn sữa sữa lỗ mũi Trang sữa lỗ mũi trời cũng chết nó đó đâu Trang lắm lỗ mũi nó lắc. Vậy là coi mắt lén mà không hay luôn. Không hay. Rồi sau này biết thì sao ngại không? Không biết mặt đâu dễ gì. Người thằng kia nó cũng tình thiệt, nó nói với mẹ nó trời ơi mới rồi tối mới quen con bồ tối đây thằng kia rồi con bồ bây giờ má nó cũng tình thiệt mẹ kể nó mới kể mẹ nó mới là mới quen rồi tối này nè người ta chị mới nói trời nó cáp trời chứ biết nó chịu không dễ gì chưa đâu. Dạ. Nhưng mà Trang bây giờ có tình yêu lớn lắm rồi chứ đâu có còn chịu yêu ai nữa. Không, Trang có thể là có chồng Mỹ nữa. Trang
em bây giờ em có một cái tình yêu lớn lắm nên em đâu chịu yêu ai nữa đúng không? Đúng rồi, em về cái tình yêu như là cũng các mạnh hiền quân. Con của em nữa đó. Dạ đúng rồi. Chịu có chồng Mỹ không? Dạ không. Không à? Có chồng Mỹ mà không chịu. À, trời. Dạ không, muốn xa quê. Ở đây thì cũng đất khách quê người, ở Mỹ thì cũng đất khách quê người mà. Hả? Ở dưới quê, ở quê. Có chồng Mỹ anh Nguyễn anh bảo lãnh qua ngoài. Hả? Dạ không. Sao không chịu? Dạ trước mắt em, trước mắt em là chỉ giờ chỉ lo cho con em thôi. Em không suy nghĩ gì tới nữa hết. Có chồng Mỹ thì mình khỏi cần lo tiền cho em bé. Hả? Em không muốn xa quê. Không muốn xa quê nữa. Dạ. Nhưng mà chị Kiện có thấy là để ý qua hình trang rất là xinh gái à? Ờ, đẹp gái lắm. Nó mặc lên đẹp. Tại nó qua mặc ở đây đỡ. Về đây là tháng mấy rồi đỡ, chưa được 2 tháng. Chị đi coi là chưa được 2 tháng. Hai mẹ con có mùa xưng lên rồi. Thì từ từ nó lẽ thì con người ta cái số. Vì số mà khổ lúc nào thôi, không lẽ khổ hoài sao? Dạ đúng rồi. Kìa, nhà bữa nay kìa. Ồ. Khoảng chừng vài tháng nữa thôi là thấy khác hẳn luôn á. Mua xe đi á Nguyễn. Mua xe đi cho nó ngồi, nó chọi giò nó thẳng rồi tại khi... Mang Nguyễn chở Trang đi mua xe đi được rồi. Mua đừng mua mắc quá, tại nó đi thời gian nó chán nó bỏ ra rồi. Con mình mỗi ngày á. Nó mới đi gần là nó bỏ xe ra. À. Sao Trang? Mỗi ngày mỗi lớn á, nó mỗi khác á. Mình nhìn nó thấy tí tí, nó cười thương á hay sao? Dạ hả? Dạ. Nhưng mà cái tuổi này là dễ thương lắm. Nó ngoan. Nhiều khi em làm chuyện làm mới mệt mà nhìn nó cười cũng hết mệt. Ừ. Vô trong phòng Trinh nằm là chơi là Trinh nó mẹ mất cười mới nhìn á. Nằm làm như con bữa củi. Chơi vậy. Không ngờ hai mẹ con quen ở đây chưa? Dạ quen rồi. Quen được mấy nhà. Em để khi mà bé lớn lớn lên á, dạ. Thì hỏi để mà học nghề đi, học nghề làm nail, làm tóc gì đó. Em giờ em suy nghĩ của em, cái suy nghĩ của em nha. Dạ em muốn nếu mà đợi cho con em cỡ 5-6 tháng đó, rồi em đi tính là cũng như em tính đi bán vé số một thời gian để cho con em nó lớn lớn xíu đi rồi em mới gửi nhà trẻ, yên tâm gửi nhà trẻ cho nó, tại vì còn nhỏ gửi nhà trẻ tội nghiệp nó, với lại em nhớ nữa. 6 tháng thì bán vé số rồi. Có nghĩa là gì nè, 6 tháng thì nhà trẻ cũng có thể nhận rồi. Có chỗ nhận. Dạ biết, dạ biết rồi, nhưng mà tại em gọi nhỏ quá rồi nó tội nghiệp nó, với lại em nhớ nó nữa rồi. Muốn lo cho nó cỡ 1 tuổi rồi mới cho, mới gửi nhà trẻ chứ gửi sớm tội nghiệp đó. Nhưng mà em đi bán vé số là em ẵm bé bên anh đi bán luôn hả? Dạ. Thôi rồi, không được. Ẵm đi bán được lắm. Đại không, nhưng mà tội nghiệp em bé. Tội nghiệp nó lắm. Khi mà em đã ẵm đi bán á, anh kể cho nghe nè, người ta sẽ nói ra nói vô rất là nhiều. Người ta nói là lợi dụng em bé để mà đi bán vé số. Thì cái đó là cái thứ nhất. Đối với bản thân anh, khi mà em ẵm đi bán vé số đó, bé rất là tội cho bé bên anh. Thật ra rất tội luôn. Chứ là nó mới đi mấy bữa đầu là nó bệnh liền. Bệnh liền, em không được. Nó bệnh, lại nó chưa quen nắng, nó mưa. Đó. Nó bệnh khi mà nó bệnh là ngủ có hai mẹ con là không ai tiếp hết trơn. Có nghĩa là ý của em là muốn ẵm bé bên anh đi bán vé số vài tháng, tại vì sợ nhớ con đúng không? Ừ. Nhưng mà anh thì góp ý gì nè, dỡ bé đi em đi bán chiều về rước. Tất cả các đứa bé kia thì cũng gửi giống nhau à. Thì con em thì cũng phải gửi cho quen với môi trường đó. Thì các cô rất là thương các bé luôn. Dạ, gửi còn nhỏ, 6 tháng gửi còn nhỏ. Anh Nguyễn thì sao? Chắc nhỏ quá anh Tâm. Dạ. Cho bé giờ 8-9 tháng tuổi rồi đi bán cũng được. Giờ tốt hơn là để cho nó biết đi gần đi, đem đi gửi.
Ra gán đeo cho nó, gán đeo cho chứ nó đừng... biết đi gần đi là con gửi. Như thế này nè, em đừng có con gớt chứ để biết đi gần đi, gán cố gắng theo như một ngày mình xài 10.000 mà mình nhịn mình dính là 5.000 thôi là mình thấy cái đó là nó cũng được rồi. Em dạ đúng rồi. Đó, dặn cho con mình nó là khỏe cho mình biết đi. Biết đi gần đi để không biết đi bò này kia mấy đứa kia nó không hiếp tội nghiệp lắm. Anh Nguyễn, anh thấy khi mà một người phụ nữ ẵm con đi bán vé số anh thấy như thế nào? Nhiều người ta nói là thứ nhất ta không hiểu á, ta nói là trục lợi để đứa con ra kiếm tiền. Nói thiệt sức khỏe của cháu nói chung là ra ngoài bụi bặm thì nên anh em mình khuyên với Trang á nên thích hợp như là để cho cái vị trí nào đó hay gửi hay là sau đó, chứ nếu mà ẵm bé ra ngoài bán á mưa gió thì cũng tội cho cháu, tội lắm, thành ra rất tội luôn. Dài quá ghém chút đỉnh thì vượt qua. Như anh Nguyễn quay cái nhung bán cái số được em cũng bán được. Nhưng mà gì nè, như cái trường hợp của bé Nhung là khác nữa nha. Trường hợp bé Nhung thì con của bé Nhung ngày xưa giờ đi bán cái số đó giờ rồi. Bây giờ gỡ thì 2 tháng tuổi không có ai gỡ hết. Lý do là bé Nhung không có người mạnh người hỗ trợ, thành nữ là phải bắt buộc bán mưu sinh. Sau này thì bé Nhung dạ ở với bà cũng khó nữa. Cha mẹ nó không có, tại bé Nhung ở với bố chồng. Bố chồng còn mẹ ruột ba. Ý của em là muốn như bé Nhung vậy đó hả? Nhiều khi cô chú anh chị vô bình luận có bình luận nói là bé Trang bé Nhung có 2 đứa con mà cũng phải đi bán vé số, nói em ở nhà. Nói sao, nói lại cho anh Hoàng nghe, quay qua đây nè. Nói đi. Nói em á là bé Nhung á có 2 đứa con mà đi còn đi bán vé số, bồng đi bán vé số được. Nói là em ở nhà thì hưởng ở nhà không sướng rồi. Nói gì sướng rồi có người đem tiền tặng tay tới xài. Khỏi cần đi làm gì hết. Bình luận hả? Dạ. Người ta bình luận hay là người ta nói thẳng với em? Bình luận á. Em thấy dạ. Đâu có gì đâu. Em thấy một cái bình luận của người ta anh ghim lên đó đúng không? Đúng không? Em thấy gì em buồn, em tuổi em dự định là đi giống như là bé Nhung. Có một cái bình luận như thế này nè cô bác quý anh chị. Cũng sống ở trong một xã hội, một cái môi trường cộng đồng á rất là khó. Để sống cho hàng ngàn, hàng triệu người thương này không phải là một chuyện dễ. Thậm chí là 10 người thì cũng có 1 người ghét, 9 người thương. Mà có người ghét chứ không có thương. Nên là nữ là người ta bình luận cái kiểu là thôi ở nhà nằm mát đi rồi bé Nhung như vậy rồi bán vé số. Khi nói gì cũng thấy tội nghiệp anh Nguyễn. Nói à anh Nguyễn gì lum đó, anh Nguyễn nói không nghe không có tốt, không có hay. Cũng có những lời là khó nghe lắm. Thì con suy nghĩ đi, ông trời ông ở chưa vừa bụng người kìa, người này rồi nói này nói kia, bữa sau ông trời. Khi mà dạ. Khi mà nói vậy thì em suy nghĩ như thế nào? Em nói cho anh tụi anh nghe với. Em thấy tội cho mấy anh quay phim, quay video như vậy rồi mình nói vậy cũng suy nghĩ vậy. Em muốn tự đi, khi muốn tự đi bán cho khổ của chú anh chị, khổ nói em như vậy nữa. Em cũng rất là muốn đi bán, em đâu muốn ở nhà đâu. Thôi giờ chuyện buồn gác văn bên đi, giờ anh chị cô chú mạnh quân là ủng hộ cho đứa là để mà có sức khỏe tốt nuôi bé Minh Anh. Hiện tại bé Minh Anh còn khá là nhỏ thì cũng đừng có để bận tâm về cái một vài cái bình luận đó. Thì anh chị cô chú ủng hộ cho cưng cái tiền để gì, để mà mua sữa cho cháu và cưng ăn uống thời điểm còn rất là nhỏ. Chứ không phải là ta nhìn nhận ta để tiền về cho cưng, chứ không phải là muốn cưng nuôi dưỡng con bé lớn tí. Chứ không thật chắc ra thì cái bình luận đó cũng đừng có buồn, cũng đừng bận tâm. Nhưng mà có nghĩa là em sợ cô chú anh chị nói là gửi tiền cưng rồi cưng ở nhà hoài đúng không? Dạ. Nên là nữ là sợ cô chú sợ mất các mạnh quân, sợ hiểu lầm con. Con phải con không muốn ở nhà vậy đâu, con không muốn đi bán. Khổ ghê. Phải đâu, bà lên máy này bao nhiêu là người nước coi. Bây giờ Trang lên đừng có buồn. Mất là cô chú á
anh chị đó ủng hộ cho cưng đó để mua sữa cho bé, để cho nó lớn tí cho cưng mới đi làm ra để kiếm tiền. Thật chất ra cưng đừng có suy nghĩ gì cả. Khi có nhiều người vô Bình Luận ấy, có nhiều hoàn cảnh khác đang khổ ngoài mà không sao không đi quay mà đi quay cái con này hoài. Y đọc Bình Luận này không phải là em, không phải là mỗi lần quay là anh Nguyễn, mỗi lần anh Nguyễn cho tiền đâu, là anh Nguyễn chỉ anh Nguyễn quay là cũng như kịch cập nhật để cho em cuộc sống mỗi ngày, để cho cô chú anh chị các mạnh thường quân để biết em cuộc sống mỗi ngày của em ra sao vậy đó, chứ không phải là mỗi lần quay là mỗi lần cho tiền. Với lại Nguyễn quay em cũng bình thường, cũng giúp đỡ cái hoàn cảnh khác nhau cũng được, đâu phải là quay em là đâu có giúp được, là không có giúp được hoàn cảnh khác nữa đâu. Anh giúp hoàn cảnh khác bình thường mà. Tối thân rồi. Thấy vậy chứ buồn, coi Bình Luận cũng buồn, cũng buồn. Vậy coi có khi nào vừa coi vừa khóc không? À, chứ nghĩ bỏ qua bên đi, con mạnh khỏe, nó to con là mừng rồi, kìa nó lăn được à. Đó là đó. Nhưng vậy nè, anh thì anh với anh Nguyễn á, thì tại vì thấy bản thân của em á được cô chú anh chị mọi người quan tâm, nên cập nhật cái tình hình của em với lại bé Minh Nam cho cô chú anh chị xem sau những ngày lao động mệt nhọc đó, chứ không phải là quay em rồi không quay những cái hoàn cảnh khác nữa. Nên cô chú anh chị, có nhiều cô chú anh chị không hiểu thì nói rằng là ôi tại sao ở ngoài xã hội có rất là nhiều người mà không quay mà quay bé Trang hoài. Thì thật ra thì cái duyên của mỗi người nó mỗi khác, cô bác quý anh chị. Có những cái hoàn cảnh cô bác quý anh chị có thể thấy được rằng á, người ta rất là khổ nhưng mà tại sao không tìm được đến được những cái mạnh thường quân giúp đỡ. Đôi khi là có những người người ta chỉ mới vừa khổ thôi thì có người khác lại giúp đỡ. Đó là cái duyên cái nghiệp của mọi người ở một cái kiếp trước. Ví dụ như kiếp trước người đó gây nghiệp, mà kiếp này kiếp trước trả chưa xong thì kiếp này phải trả nợ, cho hết nghiệp thì mới có người giúp đỡ nữa. Còn có những người mà người ta mới vừa nghèo khổ xuống một tí xíu, sau đó thì được mọi người giúp đỡ, là lý do là người ta kiếp trước người ta có một cái phước gì đó, thì kiếp này người ta được mọi người giúp đỡ là một cái chuyện bình thường. Và đó là một cái duyên của mọi người, nó khác nhau chứ không phải là người nào cũng giống nhau. Ví dụ như trường hợp chẳng hạn anh nói đơn giản như thế này em hiểu nè, thật ra là bé Nhung là khổ hơn em và có thể là ở đây là trước em nữa. Đúng rồi, bé Nhung là khổ. Nhưng mà tại sao anh Nguyễn đến thời điểm này anh Nguyễn mới phát hiện bé Nhung? Cái đó là duyên của anh Nguyễn gặp bé Nhung vào thời điểm này. Cho nên thật ra thì bé Nhung sống ở đây, dân địa phương ở đây, mà anh Nguyễn lại không phát hiện, mà phát hiện em trước. Tại vì đôi khi thì cái duyên của kiếp này của em đến đây thì em phải gặp được người giúp đỡ em. Chứ đâu phải là người nào cũng được giúp là giúp đâu. Có những cái hoàn cảnh trên cái nước mình nó có những cái hoàn cảnh nó cũng rất là khổ, mà người ta chưa được cái duyên lành đến thì cũng không có được giúp đỡ. Đó, thì chia sẻ với em là vậy, đừng có buồn. Còn sống ở trên đời này thì nếu như mà nói về bị nói thì chắc có lẽ là anh với anh Nguyễn là người bị nói nhiều nhất. Không phải là một cái hoàn cảnh em mà những cái hoàn cảnh khác nữa. Đó, thì người ta sẽ góp ra, góp ý vô rất là nhiều, thậm chí là trên cái lời nói của tụi anh đó không có chuẩn hoặc là sơ suất một chút xíu á, người ta cũng nói tụi anh, thậm chí có nhiều người ta chửi rất là thậm tệ luôn. Nhưng mà mình làm, em cứ làm đúng cái lương tâm của em được rồi. Và bản thân anh nhận thấy á, bé Minh Anh còn nhỏ, em sống ở tha phương, và bé Minh Anh và em cần một thời gian nữa mới có thể đi làm kiếm tiền được. Và thời gian này thì cô chú ủng hộ tiền bạc cho em sống ở ngày này, cảm ơn. Còn nếu như mà cô chú mà có thương hai mẹ con thì có thể là để lại một lời nào đó động viên để cho hai mẹ con vượt qua, chứ đừng gieo những cái lời mà rất là nghiệt ngã, cay đắng, thậm chí là những người phụ nữ thì rất là yếu đuối, chửi rất là thậm tệ, nói rất là tại sao hai mẹ con thì cứ quay hoài, không quay những cái hoàn cảnh khác, thậm chí là cứ ở nhà đó đi rồi để mấy youtuber nó lại nó quay rồi nó cho tiền. Nó nói những cái câu mà không biết là cô bác của anh chị đó có đã từng nằm trong cái hoàn cảnh đó hay không, mà cô bác của anh chị lại gieo những cái tiếng rất là ác, phải nói là rất là ác. Chị hỏi đi, một đứa con gì rồi hả, không ai giữ, ai giữ đi làm phải chịu thôi, lớn chút nó mới đi làm được đó. Để cho mà hai mẹ con ngủ bằng đêm bằng hôm, mà lỡ có nóng gì ở đây ai chị dặn nó là có gì điện chị hoặc là điện Nguyễn. Nếu như mà cô bác quý anh chị á, có con gái của mình á,
mà bị một người khác lừa gạt bỏ mà sống ở ngoài như vậy, cô bác của anh chị có thương không? Đúng không anh Nguyễn? Thì cô bác của anh chị, nếu như mà cô bác của anh chị gieo mà những cái lời cay đắng á, thì sau này con cháu của mình bị ở trong cái hoàn cảnh đó, cô bác của anh chị hỏi tại sao người ta không giúp mình. Thì mong cô bác của anh chị sau clip này đừng có xem không được thì lướt qua, hoặc là thấy cái kênh này quay viết mà không có cái nội dung gì để xem nữa thì có thể gửi đăng ký. Không thích thì lướt qua bỏ đi. Thật ra thì chia sẻ những cái vấn đề góc khuất trong xã hội thì nó rất là nhiều. Rồi còn đòi đi bán vé số nữa không? Nãy giờ nói khang tiếng luôn rồi. Nói với khang tiếng lại luôn rồi. Có clip nào anh chị anh mới vừa hết khang tiếng mà nghe em khóc nên anh giải thích cho cô chú anh chị hiểu mà khang tiếng lại lần hai luôn rồi. Trang nhà có tranh thì em tranh cho gì làm cho. Dạ có. Hai chú này tranh. Thôi được, dạ, rồi, được rồi. Thôi được rồi. Hâm vọng nói nữa tắt tiếng luôn á. Em mong cái lời nói mà nó có sơ sức gì cô bác với anh chị cũng cố gắng thông cảm cho Bùi Hồ cũng như là anh Nguyễn nha. Thì đã phàm là con người thì ai cũng có những cái cũng có những cái sai sót, những cái sợ trong cuộc sống. Mình mong cô bác với anh chị thông cảm. Thôi bây giờ hai mẹ con cứ việc ở nhà đi, rồi anh Nguyễn cập nhật cho cô bác với anh chị. Thì anh Nguyễn cũng 3-4 ngày quay lại thăm mẹ con lần chứ đâu phải ngày nào anh Nguyễn cũng qua đâu. Thì chắc có lẽ là cô chú anh chị sẽ hiểu, sau clip này sẽ hiểu thêm. Sao? Dạ. Mai lấy số đi bán thì sao? Hả? Nhìn kìa thấy mẹ đi bán số nhìn hết hồn luôn. Nhìn. Sao mai đi bán số với mẹ chịu không? Chịu không? Gật đầu. Ừ. Gật đầu. Cười. Đi bán số với mẹ kìa chịu không? Coi đi không? Lần cái clip coi ai cũng nói nhỏ đã rồi. Đi không Minh Anh? Để bán vé số. Đi không? Ai cũng nói cái ngặt mẹ giống người lai quá. Mắt quá. Mắt to. Ờ giống mẹ mà. Mắt giống mẹ. Rồi sao? Hết buồn chưa? Thấy trước nào buồn hoài. Em mai đi bán vé số. Quá rồi. Vậy đi, nói vậy đó, cố gắng kiếm cái nghề gì đó học để mà tự nuôi sống bản năng. Người ta nói không có cái gì bằng qua mình có một cái nghề ổn định trên anh Nguyễn ha. Cũng phải đi học nghề chứ không lẽ em an cư lập nghiệp là hay. Sau này ví dụ như em kiếm em cái em nào đất có vốn mặn có tiền mua nền nhỏ nhỏ các cái nhà nhỏ nhỏ rồi. Không lẽ em đi bán vé số từ lúc mà bé Minh Anh nhỏ xíu cho đến em già em lụm cụm luôn. Hả? Trang ở bên đây lập nghiệp luôn. Có định về quê không? Dạ không. Không hả? Buồn hoài. Rồi nói là vui vui cho cô bác của anh chị để chào kết thúc clip để đi về tối quá luôn rồi. Chúc cô chú anh chị mạnh quân trong nước ngoài nước và ông bà khỏe mạnh vui vẻ mỗi ngày. Thấy khóc là hết vui rồi. Ôi nó dần kìa. Rồi thôi dần mẹ kìa. À thôi chắc có lẽ là Vườn Hồ với lại Đạt Đồng Tháp thì chân thành cảm ơn cô bác của anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Một lần nữa cũng xin, lần này trong rất là nhiều lần cũng xin tha thiết cô bác của anh chị mà khi xem được clip này á, nếu như mà có đồng cảm thương Trang thì hoặc là xem những để thư giãn giải trí á, thì xem, còn không á, thì có thể lướt bỏ qua, đừng nói những cái lời để mà gây tổn thương cho người khác thì nó cũng không hay lắm. Và một lần nữa thì chân thành cảm ơn cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ với lại anh Nguyễn An Giang để hỗ trợ hoàn cảnh cho những mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi bye bye hai mẹ con. Bye bye kìa Minh Anh. Minh Anh. Trước khi bye bye quay cái nữa cho cô bác. Bye bye kìa. Bye bye đây. Bye bye.
ghét nó biết nó cự.